Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 52 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa qua có thông báo do vi phạm trong quản lý, giáo dục, thiếu kiểm tra đôn đốc cán bộ đảng viên viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, không phát hiện kịp thời để xảy ra tham nhũng tiêu cực vi phạm pháp luật tại đơn vị trực tiếp phụ trách, nên một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị đã bị kỷ luật về đảng hoặc phải điều chuyển công tác. Đây thực sự là bài học trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm. Để xảy ra một số sai phạm của nhân viên tại Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Khoái Châu. Trong đó, chủ yếu do nhân viên có hành vi tham nhũng vặt dẫn đến bị xử lý hình sự. Trách nhiệm người đứng đầu là các giám đốc, phó giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đã bị kỷ luật về mặt đảng. Đây thực sự là bài học xương máu cho việc quản lý cán bộ của những người đứng đầu đơn vị, ngay từ cấp quản lý phòng cũng như lãnh đạo cao hơn. Tôi cũng thấy là bài học sâu sắc cho người lãnh đạo để làm sao quản lý cán bộ viên chức của mình được sâu sát hơn và quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của anh em nhiều hơn để không xảy ra những cái trường hợp như những người đứng đầu đã phải liên đới, đã phải chịu trách nhiệm, cương vị là một người trưởng phòng. Thì tôi cũng nhận thấy những cái bài học sâu sắc của mình và sẽ rút kinh nghiệm. Tại chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động cũng để xảy ra việc nhân viên vi phạm trong thực thi công vụ và đã bị xử lý hình sự. Những người đứng đầu chi cục, đặc biệt là chi ủy cũng bị liên đới trách nhiệm. Thấy được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý cấp dưới để thực thi công vụ, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm, điều chuyển cán bộ chủ chốt, không quy hoạch vào cấp cao hơn, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp chặt chẽ hơn để quản lý cán bộ, đảng viên với mục tiêu không để xảy ra các sai phạm đó. Qua cái vụ việc này, thì về phía lãnh đạo chi cục, đặc biệt là người đứng đầu chúng tôi, thì đã có những cái chỉ đạo đến các tổ đội thuế có liên quan trực tiếp đến người nộp thuế, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính về thuế để người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện. Cũng mong rằng người nộp thuế cũng như doanh nghiệp, doanh nhân cũng như người dân khi tiếp xúc với cán bộ thuế cũng nhận được thông tin đầy đủ đối với cán bộ công chức ngành thuế đang thực hiện những cái công vụ của ngành để người đứng đầu cơ quan cũng như tập thể ban lãnh đạo chi cục nắm được một cách nhanh nhất, kịp thời nhất để có cái biện pháp cũng như là có cái cách để quản lý đối với cán bộ công chức và cũng như là để chấn chỉnh cán bộ công chức nếu như cán bộ công chức có những cái hành vi hoặc có những các cái tư tưởng có suy nghĩ lệch lạc thì ngăn chặn từ xa từ sớm. Cùng với kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì các quy định của Đảng về trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp dưới sai phạm liên quan đến tham nhũng. Các quy định này tại Hưng Yên tiến hành triển khai các bước kỷ luật về Đảng và đã được cán bộ đảng viên tin tưởng. Nếu mà cấp dưới mà vi phạm pháp luật mà đã đến mức người truy tố trách nhiệm trước pháp luật thì người đứng đầu không thể tránh được là mình sẽ có cái khuyết điểm mà mình phải tự nhận. Một là mình xét thế nếu mà nó tình tiết nó nặng nề thì mình sẽ chuyển ở cái một việc nào đó cho nó phù hợp. Hoặc là hai là mình nhận kiểm điểm trước kỷ luật của Đảng. Nếu như vậy đủ tưởng về hưu mà được về hưu được là cái tốt, mà không có thì coi như là phải vui vẻ thôi. Vui vẻ thì phải chấp nhận một cái hình thức nào đó thì mình cũng bị liên đới. Lãnh đạo mà theo dõi giám sát sát sao như thế mà coi vấn đề coi như là đảng viên với cán bộ cấp dưới của mình vi phạm kỷ luật thì không thể nói là không có trách nhiệm được. Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp càng cần phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần thúc đẩy việc quản lý nghiêm, việc thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình.